Một cậu học trò hỏi thầy giáo: "Thưa thầy vì sao có nhiều người hay nói tại số tôi nó thế khi họ gặp thất bại hay biến cố gì đó? Vậy số nó là cái gì và ai tạo ra nó ạ?" Thầy giáo nói: "Tại vì khi con người nói tại ai thì họ sẽ bị phản kháng lại nên họ nói tại số tôi nó thế thì sẽ không bị phản kháng lại. Cái mà họ gọi là số nó không thể phản kháng lại nên chúng ta cứ tha hồ mà đổ thừa mọi sai lầm của mình cho số phận. Nhưng cũng chính từ cách làm này mà chúng ta hay gặp lại những sai lầm" Những biến cố cứ lặp đi lặp lại, chỉ vì nguyên nhân gây ra là do số phận chứ không phải do họ nên họ chẳng cần phải thay đổi gì và kết quả họ nhận lại vẫn như trước. Để tránh lặp lại những sai lầm thì việc con cần làm là nhận trách nhiệm về mình việc này vô cùng quan trọng. Thứ nhất khi nhận trách nhiệm về mình tức là con nói do tôi, thì câu nói thần thánh này nó đẩy con lên vị thế không còn là nạn nhân nữa. Thứ hai, bởi vì là do tôi nên tôi sẽ học cách để không vấp phải những sai lầm này nữa. Còn nếu con nói tại ai hay tại hoàn cảnh có thể khi đó con cảm thấy nhẹ nhõm nhưng điều đó vô tình đã biến con thành nạn nhân, và khi nguyên nhân ấy ở bên ngoài thì con sẽ rất khó để thay đổi. Chỉ vì nhất thời được cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải tại mình mà chúng ta đánh mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời. Thầy chúc con sớm ngộ ra và tạo dựng cho mình một cuộc đời như mong đợi. Cậu học trò cảm ơn thầy trên đường về nhà cậu nghĩ hóa ra cái số mà con người nói đó thì chỉ là nơi để đổ lỗi. Vâng. Nếu kết quả tốt chúng ta thường tự hào nói, tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế kia. Nhưng kết quả không tốt thì chúng ta sẽ rất dễ sử dụng câu nói, tại số tôi nó thế. Cuối cùng đời sống thú vị xin chúc bạn và gia đình được bình an là hạnh phúc, cảm ơn bạn đã xem đến hết video này ạ. À.